Prince cho các điểm chính ở trên. Trên cái thương này thì điểm này cũng khá là cơ bản. Thì bây giờ vẫn quay lại cái nhóm reductive tác động lên và đây là cái đặc số bằng 0. Chúng ta giả sử là có cái một cái điểm x để sao cho là cái quỹ đạo là đóng. Quỹ đạo đóng. Thế thì ở đây ta phải thừa nhận kết quả sau, chúng ta từ cái gọi là định lý slide của Luna. Thì ta sẽ suy ra cái khẳng định như sau. Đây là cấu xã thương. Thì x cái quỹ đạo trên này là close. Thế thì ta chiếu xuống, đây là chiếu xuống x. Thế khẳng định nói rằng là sẽ có một cái lân cận mở, một cái lân cận mở của x, để sao cho là với mọi cái điểm y thuộc cái nghịch ảnh của cái v này tồn tại. Sao cho thì cái nhóm rừng của GI là nhúng vào trong, chúng ta là có thể lấy liên hợp với một nhóm con của nhóm rừng của X. Thì cái này dùng cái bộ đề của Luna, kết quả Luna ta thừa nhận cái kết quả này, tạm thời ta thừa nhận cái kết quả này. Thế thì từ đây người ta sẽ đưa ra cái khái niệm về cái điểm chính ở trong cái thương này. Đấy là những cái điểm mà khi có mà sao cho là có một cái lân cận để không chỉ là nhúng mà đây là liên hợp luôn. Để liên hợp luôn. Nói rằng là cái này là chính. Nếu mà tồn tại một cái neighborhood, tồn tại một cái lân cận mở thì điều kiện này chắc tôi vẫn phải viết cho nó cẩn thận hơn, tức là
gạch này. À, đây là một cái điểm C ở đây này. Có một cái lân cận ở đây. U. Để sao cho là ở đây có cái C này, có eta. Sao cho là ở trên cái thớ của, đây tôi sẽ bổ sung một chút, tức là trên cái thớ của cái điểm này thì ta biết là có duy nhất một quỹ đạo đóng. Ta sẽ ký hiệu bởi ta sẽ ký hiệu quỹ đạo đóng duy nhất ở trong trong này. Thế thì ở đây ta có một quỹ đạo đóng đây. Ở trên này có một cái quỹ đạo đóng. Thế thì khẳng định nói rằng là với mọi eta nằm trong cái lân cận này này, T eta là quỹ đạo đóng duy nhất ở trên thớ, cái này quỹ đạo thì hai cái này là đẳng cấu nhau. Ít sắp giáp. Hai này đẳng cấu với nhau. Đẳng cấu với nhau như là G homogeneous. Như hai cái không gian thuần nhất. Hay nói cách khác là bây giờ có một cái điểm x ở đây. Tức là T hai quỹ đạo này thực ra chính là hai đây hai cái quỹ đạo đóng thì đây chính là của thì đây quỹ đạo đóng và quỹ đạo đóng thì đây là số 0 nên sẽ đẳng cấu với cái thương G trên GX và thực ra ta sẽ có là tức là sẽ như vậy cái quỹ đạo chính cái điều kiện nó sẽ mạnh hơn là cái dẫn ra từ từ bộ đề từ kết quả của Luna. Thế ở trong cái trường hợp này ở trong cái quỹ đạo đóng ở trên cái thớ T là quỹ đạo đóng trên cái thớ. Thế thì ở trong cái trường hợp cái cấu xạ thương thì tập các cái điểm chính là gì thì tập các điểm chính trong trường hợp này là tức là cũng là tập các điểm chính trong này thì cũng giống như trước, tức là tập hợp những cái điểm C1 cho đến CN sao cho cái đa thức tương ứng là không có nghiệm bội. Cái đa thức tập lại tôi sẽ viết một cái kiểu trừ thêm cái đa thức từng cái này không nhiệm bộ bởi vì sao bởi vì là trong trường hợp đấy thì cái tập hợp cái tôi đang theo cái sơ đồ này. Cái U trong trường này thì cũng chính là tập hợp những cái chính là cái tập chính này luôn. Được.
trong chiều mỗi điểm thuộc đấy thì cái u thì ta cũng chọn chính là những cái mà sao cho là ở giữa là cái đa thức tương ứng nó không có nghiệm bội. Khi mà đa thức tương ứng không có nghiệm bội thì các cái quỹ đạo đóng ở trên thì nó ứng với các cái phân tử trong đấy là phân tử nửa đơn, và như vậy là đấy là các ma trận chéo hóa được mà các phân tử trên đường chéo là rời nhau, và như vậy cái nhóm dừng trong trường hợp đấy thì sẽ liên hợp với cái đường chéo thôi, cái này là đều liên hợp với nhau. Như đây là cái tập chính ở trong cái trường hợp đấy thì chính cho ở đây. Thì giờ tôi sẽ chứng, chúng ta sẽ đi chỉ ra là cái tập hợp các cái điểm chính này là sẽ trù mật và mở ở trong cái thương này. Tức là ta định nói rằng là cái tập hợp những cái điểm chính này is hôm nay sẽ mở trù mật. Cái thứ nhất là mở thì rõ, bởi vì là nếu mà nó có, nếu mà nó tồn tại thì cái tập hợp này sẽ chứa một cái lân cận của mỗi điểm, do bởi định nghĩa là vì tồn tại một cái đâu này, vì tồn tại cái u để sao cho có điều này thì cái việc mở thì là có. Nhưng mà hiện tại là ta vẫn chưa chứng minh cái chuyện là có tồn tại hay không, thực ra ta vẫn chưa chứng minh. Tức là cái ý tiếp theo là phải chứng minh trù mật, tức là nó phải cắt tất cả các cái thành phần bất khả quy. Đấy. Thì bây giờ giờ ta chưa có giả thiết, trong trường này chưa giả thiết, trong phần này là không giả sử x bất khả quy, tạm thời chưa giả sử x bất khả quy, không giả sử trong phần này chưa giả sử. Thì ta cho E là một cái phần thành phần component ở trong cái này. Thế giờ ta phải chỉ ra là có một điểm, tức là có một điểm của E mà khác rỗng. Ta phải giả sử này khác rỗng. Thế giờ cách làm là bây giờ chúng ta sẽ xét những cái điểm mà chặn cái E hình dung nó có sẽ có cái thành phần bất khả quy khác, mà ta xét những cái điểm mà không thuộc thành phần bất khả quy nào, tức là cái E phẩy. Không thuộc
Không thuộc thành phần bất khả quy nào khác. Giờ ta sẽ phải chỉ ra là trong ngay phẩy sẽ có một cái điểm là điểm chính. Thì đến đây ta sẽ phải dùng tính chất nơi thơ, tức là ta sẽ phải tìm một cái điểm mà thực ra là cái số chiều, tôi hình dung là cái số chiều của cái A đây. B là cái một cái điểm thuộc đây. Đây là x ở trên này. Đây là A. Thế thì như vậy là chúng ta sẽ có là cái Gx do điều kiện tập chính nên nó sẽ liên hợp với Gb. Và Gb lại liên hợp với Ga. Từ đấy sẽ suy ra là Gx liên hợp với Ga. Như vậy là bộ đề này là xong. Bây giờ tôi trước khi chứng minh cái 4.2 thì ta cần thêm một cái bộ đề nữa. Như vậy cái phần mà mỗi cái g quỹ đạo đóng giao, cái đấy có đúng có chiếu quỹ đạo có đều có giao thì đã xong rồi. Như thế rồi. Giờ ta cần cái bộ đề tiếp theo. Như trong bài báo đây sẽ bộ đề .1. À, ta vẫn giữ các cái giả thiết trước. Giả thiết giống hệt như là cái định lý đấy thôi. Tạm thời ở đây là chưa có điều kiện, đây là thuộc vào đây chưa có điều kiện, đây là điểm chính. Thì ở đây là trên này có cái này à, cái h là nhóm rừng của A. Thế thì ta lấy lúc nãy ta đã biết là chính xác là cái bộ đề này sẽ cho cái phần thứ hai, tức là bây giờ ta sẽ lấy một cái điểm thuộc vào cái bất biến này và nằm trên cái thớ của cái điểm cái C này. Chưa, cái này thì chưa có phần chính, chưa có. À, ta thấy rằng là cái này kiểu gì kiểu là nó sẽ chứa A. Bởi vì là cái A làm nằm trên thớ mà. A lại bất biến đối tượng này nên cái kiểu gì kiểu nó sẽ chứa cái A. À, X và A đều thuộc trong tập hợp này. Thì cái kết luận đây là sẽ tồn tại một cái N thuộc vào và cái chuẩn tắc hóa để sao cho là NA sẽ bằng với X. NA bằng X. Thế thì tôi sẽ đi chứng minh này. Thế thì điểm đầu tiên tức là hai này đều thuộc vào trong tập hợp này. Cái ta cần là thậm chí N thuộc đây mà ta sẽ
chứng minh cái yếu hơn chút, tức là đầu tiên là sẽ chỉ ra là cái x sẽ phải thuộc vào cái g quỹ đạo của A, g quỹ đạo của A. Như vậy là cái x sẽ cũng sẽ nằm trên nằm trên thớ đấy, x nằm trên thớ. Cái A là nằm đây. Như ta có là thực ra là cả x cả A đúng không? Ta tình huống chúng ta là tình huống là x thuộc vào cái pi này nằm trên thớ. Cái thớ đấy nó sẽ chứa một cái quỹ đạo đóng. Cái quỹ đạo đóng đấy thực ra chính là GA. Thế thì nếu mà cái x mà nằm trên thớ mà không thuộc cái GA này thì ta biết là từ cái tính chất của cấu xạ thương P do các tính chất của cấu xạ thương nên ta sẽ dẫn đến thực ra cái A, cái này là quỹ đạo cái số chiều nhỏ nhất này. Cái GA này sẽ phải chứa trong cái bao đóng của cái x và tức là ở đây ta giả sử trái lại này, if not, đây phải giả sử trái lại, tức là x không thuộc vào trong cái GA, đúng không? Thế thì nó cùng nằm trên thớ, cùng nằm trên thớ thì có nghĩa là đây là cái quỹ đạo đóng, cái này số chiều nhỏ nhất nó sẽ nằm trong bao đóng của tất cả các thằng khác và thậm chí thêm vào đấy nữa cái số chiều nó còn nhỏ hơn. Số chiều nhỏ hơn. Thì từ đấy sẽ kéo theo là cái số chiều của nhóm rừng của GA sẽ lớn hơn số chiều của nhóm rừng GX. Số chiều của nhóm rừng GX. Nhưng mà ở đây là GA là gì? GA bằng H này. X lại thuộc vào XH. X thuộc XH thì sẽ suy ra là cái GA sẽ chứa cái, đúng không? Tức là đấy, nó sẽ các cái H đều giữ bất biến cái A, đúng không? Bất biến cái A. Bất biến H đều giữ bất biến X. Thì suy ra mâu thuẫn, hai điều này suy ra mâu thuẫn. Từ đây cái đầu tiên là cái mục đích đầu tiên ta cần chứng minh là thuộc GA là chứng minh xong. Thuộc GA chứng minh xong. Thế thì tiếp theo là ta sẽ viết cái x bằng NA. Đó. X bằng NA. Thế bây giờ ta có là cái GA này bằng H. Vì x thuộc XH mà nên này sẽ là chứa trong GX. X bằng NA nên đây sẽ chính là, đây do là x thuộc XH nên đây chính là cái liên hợp thôi, NH N trừ 1 NH N trừ 1. Và từ đấy sẽ suy ra là cái N sẽ là chuẩn tắc hóa, thuộc cái chuẩn tắc hóa. Rồi như vậy là có vẻ có đủ cái chất liệu để chúng ta chứng minh cái 4.2. Thế thì bây giờ ta sẽ đi cái chứng minh cái 4.2. Vậy tôi nhắc lại, như vậy là ta phải có cái C ở dưới là tập chính, là điểm chính. Và ta sẽ lấy cái rừng theo
của cái phần tử thuộc cái quỹ đạo đóng, đúng không? Và lúc đấy thì ta sẽ có cái đặc cấu đây, đặc cấu đây. Thế thì ở đây tôi có ghi mấy cái bổ đề. Đây là bổ đề tôi trong sách, trong bài báo thì gọi là bổ đề 3.5. Cái phần này nói rằng là mọi cái quỹ đạo, G quỹ đạo đóng thì đều giao với XH. Đây sẽ suy ra là giao với cái F lấy khác, giao với khác. Thì từ đấy sẽ kéo theo là ta sẽ có cái đầu tiên là cái phép nhúng phi này. Cái này chiếu xuống đây để lên. Thì từ đấy sẽ kéo theo là cái này cũng là lên. Suy ra là cái trong trường này gọi là cái phi phi thì surjective đấy. Giờ tiếp theo là tôi đang không hiểu cái vai trò của C. Rồi. Giờ ta sẽ lấy một cái điểm eta là một điểm đóng điểm chính tùy ý khác nữa. Bằng principle. Ta lấy một cái điểm đây. Tôi sẽ lấy một cái điểm đây nữa. Thế thì cái kết luận đây này, cái cứ lên tiếp ở đây là tôi muốn có là cái thớ mà trên bất cứ một cái điểm, thớ trên bất cứ một cái điểm chính nào thì tuần sẽ chứa con dứt. Exact. Lý 1. Và như vậy là trong cái lúc nãy chắc có thể tôi viết lại cái bổ đề, cái định lý 2.2 lúc nãy để xem thấy cái vai trò của cái U và cái của cái tập chính thì nó như nào. Thì giờ tôi viết lại một chút cái này. Tức là cái mà chính chúng ta sẽ áp dụng ở đây là ta phải áp dụng cái tình huống của 2.2. 2.2. Đấy. Các điều kiện thì tôi đã bỏ qua một cái sơ đồ của chúng ta, tức là cái F chính là vai trò của XH thôi. Cái giả thiết của chúng ta ở đây là cái này là bất khả quy. Cái giả thiết này bất khả quy sẽ có trên ảnh xuống. Ở đây sẽ bất khả quy thôi. Bất khả quy. Cái này sẽ chứa một cái U
Open. Khác rỗng để sao cho là cái thớ ở trên đây. Cái này chưa, cái này cái thứ trên cái điểm này giao với cái F thì có đúng một cái C quỹ đạo đó. C low C orbit. Thì trong trường này cái C ở đây chính là cái vai trò của cái này thôi, NGH. Còn cái U lúc này thì theo ta sẽ, thực ra ta sẽ lấy chính là cái tập chính. Vai trò nó giống như lấy chính là cái và như vậy là cái kết luận của 2.2, cái kết luận nó có hai phần. Một phần đây là một thêm cái giả thiết trước đấy nữa, tức là thì để có cái phần này thì có một cái bộ đề đằng trước nào đấy ta đã chứng minh phần này rồi. Đều giao với cái này là cái này thì nhớ đã có rồi. Có rồi. Đây nó chính là cái liên quan cái này. Nó có ở trong bài 3.5 rồi. Giờ cần ta cần thêm một có cái này nữa. Cần thêm một cái này thì nó sẽ cho ở chính cái chỗ này. Nó sẽ cho ở chính đây. Thế thì tại sao là có cái đấy từ 4.2? Dạ vâng, em sẽ kết thúc. Tức là cái claim này là ta sẽ chứa đúng một cái quỹ đạo, đúng một cái quỹ đạo này. Thế thì ở đây phải biến đổi một chút. Tôi thực ra là lý do tôi sẽ có thể nói nhanh cái này tại sao, bởi vì cái phi đâu, đây cái phi bên này, cái phi trừ một của cái này thì kỳ thực là cái thớ ở đây giao với XH, đúng không? Giao với XH. Giao với cái này. Và bây giờ ta sẽ lấy cái B, cái giao thuộc cái này T. Cái này sẽ chứa đúng một cái, người ta sẽ lấy một cái điểm B thuộc đây, ta lấy một cái điểm B thuộc đây, ta lấy điểm điểm B thuộc đây, chí còn mạnh hơn nữa, B thuộc đây thôi. Phi chưa đúng quỹ đạo. Thế thì điều này có nghĩa là cái GB này, GB là đóng. C
chính xác, đây phải là, đây không không phải, chính xác là cái này chưa đúng một cái quỹ đạo đóng, đúng một close, nghĩ phải thế này, close. Để áp dụng bộ đề kia, giờ ta sẽ lấy B thuộc vào đây, B thuộc vào cái T này, thì giờ ta sẽ chỉ ra được là B thuộc đây thì đây sẽ là close, B thuộc đây sẽ close, thì cái PB này thì sẽ bằng cái eta thì sẽ là chính, cái này là chính này, thì lúc nãy là cũng theo cái 3.5 đây, ngoài có cái 3.5 ở đây, 3.5 thì ta biết là có các nhóm nó liên hợp với nhau đấy, từ đây sẽ suy ra là cái GB 3.5 phần B thì GB này bằng H này đấy. Thì như vậy GB này sẽ bằng là TGA T trừ 1, ở đây tôi đã biến đổi ra thì tiếp theo là cái 4.1 nói rằng là đây, cái bộ đề này nói rằng là mỗi cái tức là khi cái A và X là liên hợp với nhau bởi một phần tử của cái NGH này, thì từ đấy sẽ kéo theo là sẽ kéo theo cái hai cái này thực ra là nó bằng nhau, sẽ NGHA, cái dưới là NGHB, cái phi trừ 1, cái này sẽ là cái quỹ đạo của B này. Thế thì sau đó là ở đây tôi bỏ qua cái đoạn biến đổi ở giữa, nhưng mà tóm lại là tôi đã tính rồi thì nó sẽ ra được là giao với cái h, đây chính là cái phi trừ 1, cái này trong trường hợp này sẽ chính bằng, đây là đúng là một cái quỹ đạo của t trừ 1 b, đây chính là tôi bỏ chữ đọc, tôi đoạn này tôi hơi lẫn chút, nhưng mà tóm lại là cái này này thì chính là một cái quỹ đạo NGH quỹ đạo. Và tất cả bộ đề này xong cộng với cái 2.2 thì sẽ có cái tất cả bộ đề này cứ sau cộng các điều kiện đây thỏa mãn, điều kiện đây thỏa mãn thì sẽ dùng cái 2.2 này sẽ dẫn đến cái 4.2. thì đây tôi nghĩ là cái định lý chính mà hôm nay mà tôi nói, tức là khi nào nó đẳng cấu thì người ta sẽ chọn H bằng GA. Thì tôi còn ít, tôi xin ít phút nữa, tức là gần đây tôi thấy có một cái kết quả này nó theo kiểu hơi cũng gần, rất là gần, tức là thứ nhất là cái này là phải giả thiết đặc số không để ta dùng Luna và dùng một loạt, nhưng mà kết quả sau đây thì thực ra là cái định lý của Luna thì sau đó là Bazley, Richardson là có viết một bài cho cái đặc số P, mà chắc chắn phải có thay đổi cái đoạn trung gian ở giữa, thì tôi cũng chưa xem cái Bazley hai người cũng khá lâu rồi, ta phát triển cái định lý slide của cho đặc số P thì là ở giữa sẽ có cái đoạn trung gian, sẽ có cái
là thay đổi. Nhưng mà ở đây thì tôi muốn nói cái định lý gần đây hơn một chút. Cái này thì cũng lâu rồi, cũng phải khoảng năm 80 thì của mấy ông sau, và tôi sẽ nói thêm sau. Tức là thực ra là chúng ta vẫn muốn là cái sơ đồ của chúng ta vẫn là NGH. Để các ông làm một số cái, nhưng mà có cái này thì tức là ta muốn là cái này đẳng cấu, nhưng mà câu hỏi là cái này là hữu hạn khi nào. Đấy, cái này câu hỏi là cái này hữu hạn khi nào, thì cái giả thiết chúng ta vẫn là đây chỉ là cần chứa cái H ở trong là reactive. Thế thì các cái điều sau tương đương, tức là điều thứ nhất nói đây, cái điều kiện này là đưa ra bởi xe là is để tôi sẽ trình bày cái định nghĩa sau. Cái thứ hai là nói rằng là với cái giả thiết là reductive, bản thân cái điều kiện này là suy ra được reductive, nhưng mà nó yếu hơn là linearly reductive. Đấy, nó nằm giữa hai cái n. Cái ánh xạ này là hữu hạn. Cái này là hữu hạn. Còn ông Công cũng dùng những cái này để và một người nữa năm 2000 cũng dùng cái này để các ông nói là mở rộng một chút cái này cho của cái 4.2 này mà cho đặc số P. Mà cái điều kiện căn bản, điều kiện đây là hoàn toàn G, hoàn toàn khả quy. Cái điều kiện này đưa ra là bởi xe, nó có nghĩa là gì? Là hễ mà chứa trong một cái nhóm parabolic, Richardson parabolic, thì suy ra là nó sẽ chứa trong cái nhóm Levy. Mà tại sao gọi là tên là thế này? Bởi vì là trong trường hợp mà nằm trong này thì cái này là nếu và chỉ nếu là cái biểu diễn tương ứng là đấy. Thì cái điều kiện này là Levy của P lambda, của P lambda. Vâng. Nếu hễ mà nó nằm trong một cái P lambda thì sẽ và cái này thì sẽ suy còn tức là cái logic của nó, tức là thường thường là cái điều kiện này thì là mạnh quá, điều kiện này thì thường thường là yếu quá hay sai, mà cái điều kiện này là thường thường là khớp trong hai thường thường là khớp. Thì đấy, thì tôi thông báo. Vâng, tôi xin cảm ơn. Được. Tôi thì muốn dùng lại một chút, tức là cái
nhất là cái định lý này được cho phép đối với cả cái ông nào cho phép cho phép tính toán khai thác cụ thể cái vành bất biến này các trường hợp mà trường hợp tổng quát tổng quát rất là khó. Đây là một cách để tính bất biến thông qua dòng hữu hạn. Điểm thứ hai thì là có cái bộ đề lúc nãy miền Bắc phát biểu hơi thiếu một chút. Nó rất giống như một tôi xem lại trong bài báo ấy, rất giống cái JavaScript. Nhưng nó không phải JavaScript, nó dễ hơn nhiều. Nó rất là thú vị, tức là ông bảo là nếu mà ánh xạ từ X vào Y hai là bám phim mà là bi-rational mà subjective. Mà nếu mà giả thiết là cái bệ của nó là y là normal bắt buộc phải isomorphic. Cả hai cái đều affine. X y đều affine. Cả hai cái đều affine. Cả y đều affine. Chứng minh như là rất là dễ cái này bởi vì là ta chỉ cần xem đối trường một. Ở những đối trường một thì lấy tay lúc trước hết là bài văn nó suy ra là cái trường các cái hàm tỉ là bằng nhau. Sau đó ta lấy một cái divisor cái đối trường một trong y thì bởi vì nó normal nên là lên mấy localization thì tìm cho lấy point nó phải là discrete value thì bây thế bây giờ xem cái ảnh ngược thì nó cũng là một cái vành affine chứa cái discrete value thì bây giờ và bị chứa ở trong cái vành bất thương. Thế thì có hai trường hợp, hoặc là nó bằng là discrete value thì hoặc nó bằng tất cả rồi đúng không? Nếu mà nó bằng cả cái phim thì là ánh xạ nó không xuống hết chứ. Ánh xạ nó không có ảnh vào trong cái điểm để quay giờ đấy. Thế cho nên là điều kiện subjective nó kéo theo là cái ánh xạ đó thực ra là nó là một ánh xạ isomorphism ở tất cả các điểm đối trường 1. Đúng không? Chúng ta hạn chế đối trường 1 thì nó là isomorphism rồi. Thế mà một cái vành mà normal thì nó hoàn toàn xuất hiện bởi vành đối trường 1. Một cái hàm F ở trong các trường các thương mà thuộc vào cái vành tọa độ của một cái data normal khi và chỉ khi nó thuộc vào cái localization tất cả những cái điểm đối trường 1 đó là ra. Nên như vậy nếu mà ta có một cái hàm ở trên X tức là cái vành tọa độ X nó to hơn vành tọa độ Y đúng không? Thì là ánh xạ affine mà nó là dòng đẳng số ở trên các thương thôi. Cho nên là nếu mà nó thì nó phải đẳng cấu nha. Vì nó đẳng cấu ở đối điểm đối trường 1 cho nên nó thuộc vào, nó nằm trong cái localization tại mọi điểm đối trường 1. Cho nên nó phải là một cái hàm. Cho nên nó phải là một cái chính hàm quy. Trong cái vành chính quy. Chính quy. Thế nên là lên ánh xạ nó là đẳng cấu. Thì đây trong cái tất cả cái vấn đề này là cái chuyện mà ta liên tục làm cho data affine. Nhờ cái bộ đề của Luna này. Bộ đề rất là dễ nhưng mà khá là thú vị đúng không? Cái thứ hai là cái vấn đề cái câu chuyện của GIT mà ông đánh bằng sự bởi trước đấy. Những cái Nagata thì như Nagata bây giờ thì là trong mọi trường hợp mà ta lấy cái thương affine thì bao giờ là cái điểm. Những cái điểm nằm ở trên cái thương ấy có tương ứng một tất cả những cái điểm đó. Thế nhưng nói chung là ta nghiên cứu về mặt điểm là nghiên cứu về cái điểm đó. Thế là cái yếu tố thứ ba mà sử dụng của chúng mình là lý của Luna. Lý Luna thì nói cái điều này tức là cái Luna thì nó lấy mọi một cái điểm trong cái điểm đó. Có một cái đạo đóng thì là có thể mô tả được cái một ông ấy mô tả được cái một cái lân cận của cái đạo đóng như là thì cái mô tả của Luna thì kéo theo cái chuyện là mọi cái đạo đóng khác thì là cái nhóm rừng nó phải chứa nhóm rừng nó phải bị chứa trong cái nhóm rừng đã cho sau một conjugation. Thế cho nên khi mà ta xét một cái thương affine thì tại mỗi một điểm thì ta có một cái nhóm con đóng đúng không? Có một nhóm con tương đương với cái đạo đóng và cái nhóm con nó tất nhiên là nó chỉ xác định cái lớp liên hợp thôi conjugacy class của cái nhóm con
người ta biết là cái chiều của nó thì nó mới tăng, tức là phải upper semi continuous, nó phải nửa liên tục trên, cho nên là phải tồn tại một cái tập mở, và đây là tập mở principle. Và ở đó ấy, thì tất cả các nhóm dường đều là giống nhau, đều tương đương với nhau, upper continuous. Đấy là cái điểm rất là thú vị, đúng không? Ta cho một cái tác động là bất kỳ, hoàn toàn bất kỳ, người ta suy ra được là có một cái phần mở và ở đó là cái tác động là gì? Cái quỹ đạo đó cũng giống nhau. Đấy là cái sau đó thì dùng cái khá là kỹ thuật như là những đoạn bác ca trình bày, nhưng mà từ cái việc mà ta có thể xét được quỹ đạo đóng, đúng không? Thì Luna và cái điểm cuối cùng để chứng minh là cái ánh xạ này là một cái đặc đặc cấu, thì ta phải dùng cái bổ đề Luna lúc nãy, tức là đối với ánh xạ affin, thì chỉ cần nó birational và surrealist thì nó sẽ là đặc cấu. That is correct.